trăng lên tán tiếp đất đếp đất 4 12 chữ 3 4 4 1 4 1 9 4 7 chứ trời ơi chết cha rồi chết cha rồi quá nghèo 3 6 3 6 9 chia 5 là 4 4 Hello. I'm Roy from ZBoys. Xin chào mọi người. Lần đầu tiên livestream trên fanpage cá nhân. Công ty Bắc Linh. Bắc Linh đang ngồi giải toán, không biết lý do vì sao. Giải toán lớp 4. Có gì? Xin chào mọi người, hello. Wow. Để lên Zalo không biết mọi người có hỏi gì không ta? Hiện tại thì Roy đang ở Việt Nam để làm lại một số vấn đề thủ tục về visa và sau đó sẽ quay về lại Hàn Quốc vào tuần tới. Hello chị, hello Nắng, hello Nắng. Wow. Hello mọi người. Đang ngồi giải toán lớp 4, lâu lắm rồi mới đụng tới cái này mà. Có một câu hỏi số 45.308 là bao nhiêu? Ngồi suy nghĩ một hồi luôn. Sao vậy ta, hồi xưa mình giỏi toán lắm, hồi xưa học lớp chuyên toán. Cấp 2 rồi học lớp chuyên toán nha. 4 năm học lớp chuyên toán. Nhưng mà bây giờ thì lâu quá rồi không tiếp xúc với cái này. Tiếp xúc toàn âm nhạc không. Để phải cống hiến cho mọi người. Z-Star, cả ZBoys, Z-Girl đang bắt đầu tập luyện và MV mới sẽ ra mắt sớm thôi, dự kiến là tháng 7, mọi người ráng chờ nha. Anh đang ở Việt Nam đây, anh ở Việt Nam. Ồ, Lục Quyên. Hello Lục Quyên. Annyeonghaseyo. Sawadikap. Abakaba. Ôi chào anh Lâu Lo nữa, wow. Phim Lâu Lo là cũng đã lâu lắm rồi đó. Cũng đã năm ngoái rồi, wow, mọi người vẫn còn nhớ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn Hiếu. À đúng rồi. Hèn. Mọi người sắp thi tốt nghiệp, hèn gì hôm nay công ty đưa lên đây giải toán. Ủa khi nào? Khi nào mọi người thi ta? Khi nào mọi người thi vậy? Hello Trần Ngọc Diệp. Hello em. Có ai sắp thi không? Vậy thì hôm nay livestream sẽ ủng hộ tinh thần của mọi người. Xem mọi người có lo lắng gì thi không? Anh ơi em sắp thi chuyển cấp rồi. Anh chúc em thi tốt đi. Nguyễn Hân ơi, thi tốt nha em, ráng tập trung thi tốt nha. Hồi xưa anh thi cũng lo lắng vậy, đặc biệt là tốt nghiệp. Sợ lắm. Nhưng mà
Nhưng mà hả, mình cũng phải tập trung vào hết. Và trước cái ngày thi, anh sẽ nghỉ một ngày. Đó là cái tips của anh. Cái bản thân anh thôi chứ anh không có dám là nói mọi người như thế nào. Nhưng mà khi mà trước cái ngày thi của anh là anh sẽ nghỉ một ngày. Anh không có học hành gì hết. Anh thoải mái, thư giãn. Nhưng mà điểm tốt nghiệp của anh khá là cao đó. Nhớ điểm tốt nghiệp năm cấp 3 của anh thì toán anh được 9 điểm. Thì môn gì ta mình cũng không nhớ luôn, thật sự. Quá lâu rồi nhưng mà anh chỉ nhớ môn toán được 8 điểm. Môn văn được 7 điểm. Nhưng mà đó là lần cao điểm môn văn nhất. Xưa tới giờ chưa bao giờ văn mà trên 5 điểm. Thật sự luôn, toàn là nhờ môn toán kéo lên hết. Chứ còn không văn là văn bê bết cực kỳ. Ồ, chủ nhật em thi luôn hả? Wow, trời anh không biết gì hết á. Anh thật sự không biết gì luôn. Đi ra, đi ra. Quyên đó mọi người. Quyên đang hả âm mưu phá cái livestream này. Nhưng mà không được. Không được. Hello Nguyễn Ngà, đúng rồi anh từng đóng phim Thiên Thần 1001. Vai Âu Lò. Ôi. Ủa tự nhiên có hoài vậy? Wow. Tự nhiên có hoài vậy? Nè đưa cho nhiều vô nha. Đưa wow. Wow. Ủa tự nhiên có hoài. Quá trời ơi đất luôn. Ủa anh đâu có thi cử gì đâu sao có hoài vậy? Ờ ngày về Việt Nam mọi người. Ôi lãng mạn nha. Tưởng Valentine không đó mọi người. Dạ. Dạ kiếm cấp giùm em nhé. Có quá trời luôn. Wow. Con này bự đấy, để nó đi. Không, mọi người biết anh không thích màu xanh lá. Thật ra là không có con nào màu xanh lá hết. Tuyệt vời. Để đọc comment của mọi người chứ sao á. Bên này đi. Trời ơi. Chị ấy chỉ bắt làm bài. Em phải đọc một comment của mọi người chứ. Ôi. Cắt chứ. Làm bài à. Không đọc comment à. Tính chu vi hình sau. Hình chữ nhật. Hình chữ nhật. Trần Nguyễn Quỳnh Trang. Anh từng đóng cô gái đến từ bên kia với KO Unify đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ anh với Unify, anh với KO cũng còn sau bộ phim tới bây giờ luôn vẫn còn liên lạc và nói chuyện với nhau, chia sẻ về những cái dự án tiếp theo của cả hai nhóm. Hy vọng là sắp tới sẽ, hy vọng là sau này sẽ có những cái dự án hợp tác của Roy và Unify. Phạm Đỗ Bình Hương, ZBoys đã thu âm xong bài hát mới cho anh. Tình hình là mọi thứ sẽ, em chỉ cần biết những cái lịch phát, cái lịch mà ra mắt của tụi anh sẽ rơi vào giữa tháng 7. Giữa tháng 7 là tụi anh sẽ ra mắt release cái MV mới nhất. Còn cái lịch thu âm thì anh nghĩ là bây giờ mọi người vẫn đang thực hiện cái quá trình đấy. Anh về Việt Nam vậy là mọi người bên đấy cũng lo lắm. Nhưng mà anh phải về tại vì có những cái thủ tục mà anh không thể là ở bên đấy được. Anh chỉ ở bên đấy được 30 ngày thôi. Là mỗi tháng anh đều phải về Việt Nam. Anh và Queen phải về Việt Nam hàng tháng để làm mới lại cái visa, phải qua lại. Cho nên mỗi lần về là mọi người cũng, lần này cái thời gian này về là cực kỳ căng thẳng luôn. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ thư giãn với mọi người nhưng mà không nghĩ là thư giãn lắm. Bây giờ là đưa cho bài toán rồi. Bây giờ kêu tính chu vi hình chữ nhật. Chết rồi, quá lâu rồi. Quá lâu luôn. Thôi, đổi câu khác nha. Có câu này không? Không làm đâu, đang nói chuyện mà. Không sao đâu, cứ nói chuyện mà.
Thảo Nguyễn học nghề gì để dễ kiếm việc làm? Anh thì không giỏi về những cái việc tư vấn người khác về công việc, nhưng mà với anh, hãy làm cái nghề mà em thích nhất, thì đó là cái nghề mà dù nó có cực khổ đến đâu thì em vẫn có thể hết mình vì nó được, vì đó là cái sở thích của em, vì đó là cái đam mê của em. Cứ theo đuổi nó thôi. Yeah, I have so many toys. Unbelievable, why they just give me the toys? Wow. I love 1, 2, 3, 4, 5. And the flower, the rose. It's like Valentine, but not. Anh ơi cho em con Doraemon đi anh. Doraemon, à con này nữa chứ. Em lấy anh được không? Chứ anh không cho quà đâu, tại quà là quà của người ta tặng mà sao có thể truyền lại cho người khác được. Chỉ có anh thôi nè. Trời ơi, sao mình có thể nói ra cái câu như vậy. Rồi ơi, cho mình Doraemon đi. Mọi người thích Doraemon đúng không? Mà không ai thích Roy hả? Không ai thích Roy luôn. Toàn Doraemon không, mà không ai thích Roy luôn. Vậy mà coi được. Trong Z-Girls anh thân với ai nhất vậy? Trong Z-Girls sẽ anh thân với lại... Anh thân với ba người lận. Ba người đó ở cùng phòng với nhau. Và anh cũng nói vậy thôi, tiết lộ như vậy thôi. Biến mật, không nói đâu. Đi ra chỗ khác chơi Nguyên. Nguyên cứ phá đám hoài luôn á, thiệt sự. Không một ngày nào yên, xem nói yên nghỉ, không một ngày nào mà bình yên với Nguyên bên đó hết. Nguyên rất là tinh nghịch luôn á, phải nói là từ tinh nghịch luôn mà, trong khi mình cũng đâu còn trẻ tuổi nữa đâu, nhưng mà rất là tinh nghịch, phá anh mình suốt ngày thôi. Wow. Anh Roy ơi, sau này anh có ý định ra bài hát tiếng Việt không ạ? À? Anh nghĩ là dự định vẫn sẽ là dự định, nhưng mà anh vẫn, vì mình là người Việt Nam mà mình qua bên đó với tinh thần là mình là một người đại diện Việt Nam, thì mình cũng phải cho người ta có những cái sản phẩm, có những cái sản phẩm bằng tiếng Việt nữa, cho người ta có thể định hình được cái phong cách cá nhân của anh và cái hình ảnh cá nhân của anh, và anh đến từ đâu thì chắc chắn là sẽ có những sản phẩm tiếng Việt. Cứ chờ thôi. Bớt cute lại đi anh ơi. Giờ sao? Giờ không cute nữa. Không cute. Không cute nữa hả? Rung cái bàn nổi vậy. Sorry, anh chỉ giỡn thôi chứ. Khó quá, bớt cute. À đây rồi, Chu Vi. Chu Vi hình chữ nhật dài cộng rộng nhân 2. Cảm ơn Nguyễn Hưng, cảm ơn em. Cảm ơn em. Khóc khung là thơ. Arigato gozaimasu. Terima kasih. Dài cộng rộng nhân 2, dài cộng rộng 6 nhân 2, 12. Thôi, cũng là toán đâu, thật sự luôn á. Cái gì đây? 870549 870549. À, sao vậy ta trời? Sao chuyên toán luôn á, trời mất mặt thiệt sự luôn á. 870549. Trời ơi, mất mặt quá, bây giờ còn để phải nhắc về cái tính chu ti, tính chu vi hình chữ nhật. Anh sẽ nhớ suốt đời là dài cộng rộng nhân 2.
Hả? Linh Nguyễn dài nhân rộng. Em này sao rồi, em này sao rồi? Ở đây quá trời người kêu dài cộng rộng nhân hai rồi, em này sao rồi vậy? Chưa về chỉ nhận mà không biết nữa, em này sao á. Em Linh Nguyễn mà. Đừng không? Dài cộng rộng nhân hai rồi đúng không? Anh tin này. Anh tin mọi người cho em con Doraemon đi anh. Không có Doraemon gì hết. Chỉ có roi thôi. Lấy lấy. Hôm nay thôi. Khi nào nhóm comeback nhóm comeback sẽ thì cũng dự kiến vào cái ngày giữa MV sẽ ra vào giữa tháng 7. Chứ ngày chính xác thì vẫn chưa chắc chắn, nhưng mà dự kiến là sẽ giữa tháng 7. Hy vọng là mọi người vẫn luôn luôn chờ đợi và luôn luôn đón chờ Z-Story. Oh, these are Japanese. But I cannot read Japanese. Sorry. But Ohio. I hope it right. Nãy giờ mình livestream bao lâu rồi ta? Nãy giờ làm được chắc 3 câu. Ui. Okay. bấm nhầm. Cuối cùng cũng có người xin rồi, Hồ Nguyễn Xuân Thảo. Không, làm sao cái màn hình có thể chứa được hết vòng tay rộng lớn của anh đây? Có thì vòng tay nhỏ thôi. À. Sắp 1 tháng 6 rồi tặng quà em đi anh. À, thì ra những món quà này là của một tháng 6 các anh chị trong công ty tặng cho Roy. Wow, vậy là mình cũng còn con nít hả? Ừ, thì mình còn con nít thiệt mà, mình còn trẻ mà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, không cho đâu. Doraemon nghe. Pikachu. Doraemon này là Pikachu. Con này là quên mất tên ở trong Pokemon mà. Mình không thích con này lắm. Không phải là không chỉ biết Pikachu thì biết tên Pikachu rồi. Doraemon nha. Doraemon luôn nha. Hết trời luôn. Trời ơi, nãy giờ giao cho bài toán bắt livestream phải làm, nhưng mà nãy giờ anh chỉ làm được khoảng 3 câu thôi. Tại vì phải nói chuyện với mọi người chứ đúng không? Cái gì mà tự nhiên làm toán? Nhưng mà mọi người là phải học, tại vì chủ nhật này là phải thi rồi. Mình sẽ livestream trong vòng bao lâu nữa để cho mọi người học. Ủa, bây giờ mình không biết mình livestream trong bao lâu rồi luôn á. Ủa, anh livestream được bao lâu rồi ta? À, 8 phút, 10 phút. 10 phút nữa là sẽ... Bây giờ mọi người coi nha, nhớ coi đừng có bỏ đi. Nhưng mà 10 phút nữa là tập trung học bài. Nghe chưa? Chủ nhật thi đó. Annyeonghaseyo Changchurim. Annyeonghaseyo Changchurim. Manaseo bangkapsumida. Em không thích Roy, cũng chả thích Doraemon luôn. Em chỉ thích anh thôi. Vậy là em thích ai? Em đang hắc não anh đúng không? Vậy là em muốn nói điều gì? Đứng ở ngoài chỉ cái tay. Anh ơi anh lạnh không? Anh nóng lắm.
Bây giờ ở công ty của anh tới 6 giờ rưỡi là sẽ tắt máy lạnh hết của tòa nhà luôn. Thật ra bây giờ rất nóng, nhưng mà vẫn không cho ra ngoài. Tại sao? Cái trang này khi nào mới xong? 3 trang, 4 tờ là 4 trang đúng mà. Toán lớp 4. Is there any plan to ZBoys come to America? Loves from Brazil. Hello Lisa, Lisa Tung, Lisa Tung, Lisa. I hope that I can have a chance to go to America also. And anyway, if we have the chance to go there, I hope that to see you. I hope we can see you, Lisa Tung. Hát đi anh ơi, hát một bài tiếng Việt. Wow, hát hả? Ừ nha. Tại sao mình không hát nha? Ok, để em tắt nhạc nè. Bây giờ mọi người muốn hát bài gì ta? Hát bài gì đang hot không? Bài gì đang hit nha? Anh ơi ở lại hả? Anh ở lại. Có ai yêu cầu gì không? Anh ơi ở lại ha. Cái này là mới nhất đúng không? Còn cái này là... À... Thôi, anh sẽ hát. Anh ơi ở lại. Thế là em nhớ là có nhớ cái lời không? Em ơi em ở lại. Ở lại với anh đi em ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời. Rồi một mình chơi với bông hoa xinh ngoài vườn nhà, rồi cùng đã sắc sỡ bông hoa lụi tan thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Rồi hết nhớ rồi, hồi chỉ phần điệp khúc vậy là được rồi đúng không? Yeah 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 yeah. Hello Bảo Vy. Hello Đỗ Vy. Hát bài Dòng Thời Gian đi idol ơi. Sao lại là Dòng Thời Gian? Sao vậy? Bài Dòng Thời Gian là bài Timeline à? Phải không? Timeline. Bài Timeline là bài nào vậy? Anh không biết bài đó rồi. Thank you mọi người. Hello, Anna Bosadas. Let me remember how to say hello. Oh, I forgot how to say, how to introduce you in the Philippines. Selamat bo, selamat bo. Hát tiếng Hàn hả? Anh không tự tin hát tiếng Hàn đâu, tại anh chưa nhớ lời lắm. Với lại anh cũng chưa phát âm chuẩn tiếng Hàn nữa. Thật ra là cái đó còn phải tập luyện nhiều và sẽ hát cho mọi người nghe một ngày gần nhất khi mình đã master được tiếng Hàn. Cái bài đấy. Hello Hồng Maruko, hello em. Cái bài Đừng Yêu Nữa Em Mệt Rồi Anh Ơi. Sao vậy? Sao em mệt rồi? Đừng yêu nữa. Sao vậy? Tự nhiên chưa gì hết mà mệt rồi. Hát bài đó không? Hát bài đó đi. Nhưng mà anh không nhớ lời. Hát một bài nữa thôi nha. Hát một bài nữa thôi là sẽ thả cho mọi người. Để mọi người có thể đi, có thể học bài. Tại vì sắp thi rồi, không có giỡn chơi được. Học hành nghiêm túc vô. Giỡn mà. Ủa đâu rồi làm? Ok, để anh tắt nhạc nè.
Từ từ nhớ cái bài này nó thôi hát tới đâu được rồi. Hát tới đâu hay tới đó nha. Có lẽ anh yêu em nhiều quá nên là anh chẳng dám buông ra. Có lẽ em thấy anh mặn mè nên là anh chẳng muốn vô về. Yêu em bằng trọn con tim ấy, đớn đau nhiều lắm em biết không. Cứ cho đi rồi nhận lại, nhận ra thêm anh vỡ đôi thêm đau. Có lẽ không nên yêu nhiều thế, bởi tình yêu sẽ nói em nghe. Với trái tim ưu tư vụn vỡ nên làm quen với những bơ vỡ, với những bơ vỡ. Có khi chỉ vì em. Anh không nhớ lắm rồi à, bà đánh chưa nghe nhiều. Mình lại chưa nghe nhiều. Nhưng mà không, mọi người thông cảm nha. Tại vì mình trong thời gian này mình phải tập luyện cho cái dự án tiếp theo. Thành ra là mình cũng không thể mà mình phải hoàn toàn tập trung vào cái dự án đó để có thể cống hiến cho mọi người một cái album tiếp theo thật sự là hay. Và album tiếp theo là sẽ được xuất bản và sẽ được bán. Hy vọng là mọi người sẽ mua album nha. Con đây với Ali fan đúng không? Đậu Kim Hoàng có lời rồi mà còn hát trịch nghiệp, đúng là tại vì mình đâu có nghe nhiều bài này đâu, thì thông cảm thôi, thông cảm chứ. Rồi mấy giờ rồi, đã tới giờ cho mọi người đi học cho 2 phút nữa. Và 2 phút nữa thôi. Đọc thêm một chút xíu nữa đi. Hát cover một đoạn Kill This Love. Giết chết tình ta. Chỉ có tiếng Việt thôi chứ còn tiếng Hàn là đúng rồi, tiếng Hàn là kêu đâu phải tiếng Hàn, tiếng Anh luôn mà. Nhưng mà thôi, cái đó cho nó vui nha. Anh chuẩn bị ra MV mới chưa? Thì nãy giờ anh chia sẻ cũng nhiều là nhóm sẽ comeback vào, dự kiến là sẽ comeback vào tháng 7. Hy vọng là mọi người sẽ đón chờ ngày chính xác thì sẽ vẫn chưa có, nhưng mà dự kiến sẽ là giữa tháng 7. I'm so sick about fake a love, fake a love, fake a love. Ah, hello from Philippines. Hello Iris Pusao Talud. Mahay Khan Naman. Mahay Kokayo, Mahay Linyo Ako. Cái đó có nghĩa là tôi yêu mọi người dữ lắm, hay còn là mọi người vẫn yêu, cũng yêu mình. Hồn Nguyễn Xuân Thảo, khi nào anh bay lại đấy, lại khi nào anh lại bay qua đó lại anh? Tuần sau anh sẽ bay rồi, khuya chủ nhật, rạng sáng ngày thứ hai anh bay. Nhưng mà chắc khuya chủ nhật là phải ra sân bay rồi. Bài mới nhóm sắp ra có tiếng Hàn không anh? Bí mật. Anh nói tiếng Thái à? Sawadika, bổng sư rồi. Cảm ơn nha khá đi. Nice to meet you crap. Rồi, đúng 7 giờ luôn. Đúng 7 giờ rồi, hy vọng hẹn gặp mọi người lần sau nha. Và đặc biệt là chúc những bạn sắp tới thi sẽ thi thật sự là tốt. Hãy thoải mái ra và tập trung làm, nhưng mà trước cái ngày thi là sẽ nên thư giãn một chút xíu, không đừng có bị căng thẳng quá. Và cái gì nữa, ủa hôm nay là ngày bao nhiêu? 31 tháng 5 rồi, và 1 tháng 6
Chúc các bạn sẽ có nhiều bài như rồi. Chân 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 bye bye. Học bài nha mấy bạn nha, học bài nha. Bye bye. Hy vọng sẽ gặp mọi người lần sau.